Theo em thì tên đấy của em thì e rẻ nhất là đội tuyển giới VT của Thái Lan, họ là một trong những đội tuyển có khả năng vô địch rất dễ cao ạ. Bọn em dự đoán bọn em sẽ trong top 5 để cố gắng có một chút tình thưởng nhất định ạ. Khó khăn của DX trong giải F3C lần này là bọn em thấy khả năng các team combat rất là mạnh, nhưng bọn em đang cần cải thiện thêm một chút về trình độ và khả năng xử lý cá nhân trong từng khung cảnh. Theo cá nhân mình thì ba đội có khả năng top 1 F3, FC. Nếu như mà dựa theo những cái thành tích trước giờ thì mình nghĩ chắc chắn phải có Dingo Xavier. Và Thailand cũng không phải là một đối thủ mà mình có thể xem nhẹ. Cuối cùng là Đờn Chin. Còn Ego Esports của mình thì cũng như là một cái gì đó nó rất còn non và còn yếu. Cho nên nếu mà nói tới vòng final khi mà các team đã tung hết mọi chiến thuật rồi thì mình nghĩ là Ego sẽ có phần hơi lấp vé. Nếu mà có lời đó để gửi tới những đối thủ của mình trong F-Ban thì chắc là những đối thủ của mình cũng chẳng hiểu tiếng Việt, cho nên là mình muốn gửi tới người đồng hương của mình là Dingo Xavier. Mình mong là Dingo Xavier ở vòng final sẽ tung ra hết thực lực của mình và làm phép màu giống như là các Dingo Xavier đã làm ở BNKC và đem vinh quang cho Việt Nam. Khó khăn lớn nhất của tụi mình trong giải F-Ban lần này đó là tâm lý, mình nghĩ là tâm lý. Vì bản thân mình thì mình cũng chưa tham gia những cái giải đấu siêu giờ và những cái chiến thuật của những cái đội kia thì mình cũng chưa có thời gian cũng như là cái cơ hội cọ sát để mình tìm hiểu xem họ có chiến thuật như thế nào. Cho nên là có những cái lúc mà những cái tình huống mà tranh chấp khu và di chuyển bom mình rất là hay dễ bị mất người và gãy những cái tình huống đó. Thì mình nghĩ đó chính là khó khăn lớn nhất của mình. Hello, xin chào mọi người, mình là Huyga. Hiện tại thì giải đấu FABANG SEA Championship đang diễn ra rồi và mình xin chúc hai đội tuyển Việt Nam là Dingo Xavier và Ego Esports sẽ đạt được nhiều top 1 và có thành tích cao trong giải đấu lần này. Và mọi người nhìn trên cái bảng xếp hạng tổng có thể thấy là tứ hạng của Ego Esports và Dingo Xavier đang là rất tốt, một team top 1 và một team top 7. Thì đang chúc cho hai đại diện của đội tuyển Việt Nam sẽ tiến lên mạnh mẽ trong chung kết. Cố gắng lên Việt Nam. Xin chào bạn, bọn mình là Casper tại giải đấu F3C Esports Championship. Và tại giải đấu lần này, Dingo Xavier, Evo Esports đã có được cho mình thành tích rất tốt tại vòng loại. Và tại vòng chung kết thì Việt Nam vô địch.